Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc." chúa cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý quả thật chúa cha không xét xử một ai nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính chúa cha kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính chúa cha đấng đã sai người con thật tôi bảo thật các ông Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy lại ban cho người con được quyền xét xử vì người con là con người các ông chớ ngạc nhiên về điều này vì giờ đã đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án Tôi không tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh. Vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là lời chúa. Kính thưa anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã minh chứng công việc của người không phải xuất phát từ ý định người phàm, cũng không phải từ ý muốn của Chúa Giêsu, nhưng tất cả là từ Chúa Cha. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rằng ngài và cha là một. Mọi điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Ai thấy con là thấy cha. Ai tôn kính con thì cũng là tôn kính cha và ngược lại. Ai không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha. Đồng thời chúng ta cũng nhận thấy Chúa Cha cũng trao quyền ban sự sống, quyền xét xử cho người con. Sau tất cả những lời minh định ấy, cuối cùng Chúa Giêsu quả quyết, thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi vào và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống đối với người rót hái, tất cả những tuyên bố trên đây là mạo phạm, bởi vì trong mắt họ, Chúa Giêsu chỉ là một người phàm. Nhưng Chúa Giêsu không cần ai minh chứng về công việc của người, chính bản chất sứ vụ của người, các phép lạ và việc thi hành ý định của Chúa Cha. Tất cả những điều đó là minh chứng hùng hồn nhất cho sứ vụ của Ngài. Những điều nói trên đây đã được các ngôn sứ loan báo. Và bài đọc trích sách ngôn sứ Isaiah trong thánh lễ hôm nay đã nói lên điều này. Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người, đời nói với người tù, hãy đi ra với những kẻ ngồi trong bóng tối hãy ra ngoài như bầy chiên chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang chúng sẽ không phải đói khát không bị khí nóng và mặt trời hành hạ vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào đấy là công việc của đấng mà thiên chúa sai đến bởi vì người đoái thương nhận lời khấn xin để giải phóng kẻ tù đầy ban ánh sáng cứu độ chăm sóc bằng tình yêu thương của người mục tử cho đoàn dân của chúa và cuối cùng như lời ngôn sứ isaiah đã nói có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con đã mang nặng đẻ đau cho dù có quên đi nữa thì ta Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ Có một điều lạ lùng là Thiên Chúa chẳng bao giờ quên ân nghĩa Lượng hải hà sự trung tín Nhưng con người thì luôn thế Từ chối sứ vụ của Chúa Giêsu, Từ chối ơn cứu độ mà Thiên Chúa Ban co người con duy nhất của Ngài Lạy Chúa Giêsu, Xã hội hiện đại mà chúng con đang sống người ta thích cái gì cũng phải thực dụng thực dụng đến mức tàn nhẫn và hủy hoại khái niệm về tình yêu thương lòng từ bi sự tử tế sự khoan dung và tha thứ như là những khái niệm rất xa vời thiếu thực tế và mộng tưởng nhưng lạy chúa chính vì sống như thế nên con người ngày càng trở nên độc ác với nhau Ngày càng sống ích kỷ, bất chấp môi trường bị phá hoại, lương tâm bị coi rẻ, người với người sống rừng rưng và độc ác. Đây chẳng phải là cõi sống mà là cõi chết. Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín vào lời Chúa để ngay khi còn sống ở đời này, chúng con đã bước vào cõi sống của Thiên Chúa. Amen.